Mến chào quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trên phía đường quốc lộ. Một cái đoạn đường mà rất là nhiều làn xe cũng như là các cái làn xe tải rồi các làn xe container rất là nguy hiểm. Trên cái cung đường hiện tại ở bây giờ thì nó là một cái tuyến đường mà ở khu vùng ven quận 12. Và chúng ta nếu mà đi thẳng thì nó sẽ sang với khu vực với ngã tư An Sương. Thì chắc hẳn là tất cả quý anh chị và các bạn thì cũng không có còn lạ lẫm gì với cái nơi này. Xe container rất là nhiều. Và ở cái tuyến đường này thì có thể nói là toàn là những các xe lớn thôi. Như trên đường thì quý anh chị cũng đã thấy rồi. Nhân đây á, thì cũng giới thiệu và review cho quý anh chị và các bạn nhìn ngắm lại những các cung đường. Có lẽ là thời ngày xưa, vị trí ngày xưa mà ở cái khu vực này thì nó sẽ khá là vắng tanh, cũng như là đất đai nhà cửa ở đây nó rất là rẻ. Nhưng mà cái thời điểm mà bắt đầu cơn sốt đất nó lên thì cái khu vực ở đây có thể nói là cái giá nó rất là cao. Và bây giờ thì người bình thường cũng khó lòng mà có thể mà mua được ở đây. Trong cái hiện trạng mà hiện tại bây giờ ấy thì cái tình hình bất động sản đang đóng băng. Nhưng mà có thể nói là cái khu vực ở quận 12 này giá nó vẫn còn rất là cao. Ở trên cái tuyến đường như thế này thì gọi phải đây thì chúng ta sẽ đi ra với tu viện Khánh An, một cái tu viện rất là lớn. Và nơi đây thì nó là học viện Phật giáo để đào tạo ra những nhà sư có thể nói là chính quy có bằng cấp mà đàng hoàng đó. Sài Gòn trong những các ngày gần đây thì trong những các cái ngày gần đây thì cái khí hậu và thời tiết nó cũng rất là khắc nghiệt. Lúc thì nắng nóng rất là khủng khiếp, còn lúc ấy thì trời mưa nó rất là như kiểu là muốn thối đất thối cát vậy đó. Và trong những ngày gần đây thì có một cái vụ mà ở ngay tại chợ đầu mối Thủ Đức, thì một cái vụ án mà giết người rất là dã man. Và bà kia bà ấy giết một chị là bán hàng rau để cướp tài sản. Thì rất là may mà có camera an ninh ở đấy có quay lại. Thì cho thấy cái thời điểm hiện tại bây giờ kinh tế nó khó khăn, và ở càng ở các cái thành phố lớn thì nó lại càng xảy ra những các cái tệ nạn nó khủng khiếp hơn so với bình thường. Cái điều này thực sự là rất là đáng buồn.
thì như là đối với video lần trước của em thì em cũng có em cũng có đưa ra những các cái nguyên nhân về cái việc mà suy thoái nền kinh tế của đất nước ta trong cái thời điểm hiện tại bây giờ. Thì theo như em được biết đến ấy, thì thay vào đó chúng ta sẽ phải nghiên cứu các cái giải pháp giúp cho cái nền kinh tế nó được phát triển mạnh hơn, có thể thay đổi. Thì nó tùy thuộc vào các cái ngữ cảnh cũng như là nguyên nhân cụ thể gây ra cái nền cái sự suy thoái kinh tế. Tuy nhiên á, thì em cũng sẽ nêu ra một khái quát, một vài các cái cách để cái điều, những cái giải pháp mà theo như là rất là nhiều những tài liệu nghiên cứu về cái vấn đề này. Thì thứ nhất đấy là kích thích đầu tư. Thì chính phủ có thể khuyến khích các cái nhà đầu tư trong các cái lĩnh vực quan trọng như là hạ tầng, công nghệ và sản xuất bằng cách cung cấp các cái chương trình khuyến mãi, giảm thuế và hỗ trợ cái tài chính cho các doanh nghiệp trong cái thời điểm này, và tạo việc làm, tạo ra nhiều cái việc làm hơn để giúp cho người dân kiếm thêm cái thu nhập và tiêu tiền, cái đồng thời mà giảm cái tỷ lệ thất nghiệp. Điều này thì có thể được thực hiện qua các cái chương trình đào tạo nghề, thúc đẩy doanh nghiệp tạo việc làm và hỗ trợ thất nghiệp. Tài trợ xã hội thì tăng cường các cái hệ thống bảo hiểm xã hội và hỗ trợ xã hội để bảo vệ cho người dân khỏi tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế. Điều này thì bao gồm các cái chương trình chăm sóc sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp cũng như là hỗ trợ cho người nghèo, cải thiện cái môi trường kinh doanh, tạo ra cái môi trường kinh doanh thuận lợi hơn bằng cách là giảm biên giới, thúc đẩy cải cách hành chính để bảo đảm cho cái sở hữu tài sản được bảo vệ. Đầu tư và nghiên cứu để phát triển, khuyến khích các cái hoạt động nghiên cứu và phát triển để tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, giúp cho cải thiện cái năng suất và tạo ra cái cơ hội mới cho nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo rằng là lạm phát được kiểm soát để bảo vệ cái giá trị tiền tệ và duy trì sự ổn định kinh tế, khuyến khích cái việc mà xuất khẩu, tìm cách để thúc đẩy cho xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ để tạo được cái nguồn thu ngoại tệ và thúc đẩy tăng cường giáo dục và đào tạo, đầu tư vào giáo dục và đào tạo để nâng cao các trình độ của công nhân lao động, giúp cho họ có được cái cơ hội tìm kiếm việc làm tốt hơn, đóng góp cho được cái nền kinh tế, thúc đẩy cái sự sáng tạo và khởi nghiệp, ưu tiên hóa cái sự sáng tạo và khởi nghiệp bằng cách cung cấp hỗ trợ cho các doanh nhân và các cái dự án khởi nghiệp, cải thiện về quản lý tài chính để đảm bảo cho cái quản lý tài chính công bằng, hiệu quả và minh bạch để tăng cái sự tin tưởng của người dân và các nhà đầu tư trong nền kinh tế. Và hãy nhớ rằng là mỗi một cái nền kinh tế nó sẽ có các cái đặc điểm riêng và cần được phải xem xét cụ thể để đưa ra các biện pháp phù hợp. Việc triển khai những các giải pháp này thì thường đòi hỏi sự phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự. Cơ bản thì sẽ khái quát là như thế. Và đối với cái nền kinh tế của Sài Gòn của chúng ta nói chung trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì cũng cần phải được có những các cái giải pháp khi mà đối với những các cái khu vực trung tâm, những cái các cái mặt bằng mà trị giá ngàn đô ở đó đều là treo biển hàng mấy năm nay rồi. Và đối với những cái khu vực vùng ven như thế này thì ở đây hiện tại đây nó đang là tại quận 12, cái khu vực tại quận 12 như thế này. Thì theo như sơ bộ thì người dân ở đây có cái mức đời sống cũng tương đối thấp,
cái sự phát triển nó đã bị giảm đi rất là nhiều rồi. Và video của em tới đây thì đã tương đối dài, em xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.